This video is about 100 common verbs part 1. and and an. to eat. Bạn đang ăn gì vậy? Bạn đang ăn gì vậy? Bạn đang What are you eating? Uống 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 to drink. anh uống cà phê không? anh uống cà phê không? anh uống cà phê không? Would you like to drink coffee? Ngủ, ngủ, ngủ. To sleep. Chị thường ngủ lúc mười hai giờ đêm. Chị thường ngủ lúc mười hai giờ đêm. Chị thường ngủ lúc 12 giờ đêm. I usually sleep at 0 AM. Dậy 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 To get up Sáng nào em cũng dậy lúc 6 giờ. Sáng nào em cũng dậy lúc 6 giờ. Sáng nào em cũng dậy lúc 6 giờ. I get up at 6 AM every morning làm 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 to do to make to work em phải làm bài tập về nhà mỗi tối em phải làm bài tập về nhà mỗi tối em phải làm bài tập về nhà mỗi tối I have to do homework every night. Mình đang học cách làm bánh xèo. Mình đang học cách làm bánh xèo. Mình đang học cách làm bánh xèo. I'm learning how to make pancake. Tuần này tôi làm từ thứ hai đến thứ sáu. Tuần này tôi làm từ thứ hai đến thứ sáu. Tuần này tôi làm từ thứ hai đến thứ sáu. This week I work from Monday to Friday đi 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 to go cuối tuần này gia đình mình sẽ đi biển cuối tuần này gia đình mình sẽ đi biển cuối tuần này gia đình mình sẽ đi biển this weekend my family will go to the sea đứng 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 to stand Sao đứng ở đó vậy em Sao đứng ở đó vậy em Sao đứng ở đó vậy em Why are you standing there? Ngồi 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 to sit Mời mọi người ngồi Mời mọi người ngồi Mời mọi người ngồi. Everyone sit down please. Nằm. 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 To lie. Chủ nhật không đi làm. Mình nằm trên giường suốt cả ngày. Chủ nhật không đi làm. Mình nằm trên giường suốt cả ngày. Chủ nhật không đi làm, mình nằm trên giường suốt cả ngày. On Sundays, I don't go to work. I lie on the bed on the day. Nghỉ. 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 To rest. To close. Nằm xuống đây nghỉ đi. Nằm xuống đây nghỉ đi. Nằm xuống đây nghỉ đi lie here and rest. Ngân hàng này làm suốt cả tuần không nghỉ ngày nào. Ngân hàng này làm suốt cả tuần không nghỉ ngày nào. Ngân hàng này làm suốt cả tuần không nghỉ ngày nào. This bank opens on the week, doesn't close even a day. Chạy 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 to run to ride con đừng có chạy coi chừng té con đừng có chạy coi chừng té con đừng có chạy coi chừng té my kid don't run be careful not to fall anh chạy xe máy được không? anh chạy xe máy được không? Anh chạy xe máy được không? Could you ride a motorbike? Nhảy 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 To jump, to dance Tôi có thể nhảy cao được 2 mét Tôi có thể nhảy cao được 2 mét tôi có thể nhảy cao được 2 mét. I can jump to meter high. Em nhảy với anh không? Em nhảy với anh không? Em nhảy với anh không? Would you like to dance with me? Tay á? Tay To fall anh mới bị té xe anh mới bị té xe anh mới bị té xe I just fell from my bike trượt 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 to sleep chị bị trượt cục xà bông chị bị trượt cục xà bông chỉ bị trợ cục xà bông. Has slipped on a bar of soap. Bay, 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 to fly. Máy bay đang bay trên trời kìa. Máy bay đang bay trên trời kìa. Máy bay đang bay trên trời kìa. A plane is flying in the sky. See there. Bơi. 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 To swim. Bạn bơi được bao xa? Bạn bơi được bao xa? Bạn bơi được bao xa? How far could you swim? Leo 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 to climb đừng có leo lên đó coi chừng té á con đừng có leo lên đó coi chừng té á con đừng có leo lên đó coi chừng té á con don't climb to there be careful not to fall my kid đi bộ đi bộ đi bộ to walk em không đi xe mà đi bộ đến trường em không đi xe mà đi bộ đến trường em không đi xe mà đi bộ đến trường I don't go by a vehicle. I walk to the school. Đi dạo đi dạo đi dạo to stroll anh hay đi dạo ở công viên này anh hay đi dạo ở công viên này anh hay đi dạo ở công viên này i usually stroll at this park learn 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 to move upward to get on a vehicle to move to a more important place chị lên xe buýt rồi nè chị lên xe buýt rồi nè chị lên xe buýt rồi nè I've got on the bus already con lên lầu ngủ đi con lên lầu ngủ đi con lên lầu ngủ đi. My kid, go upstairs and sleep, please. Bạn lên thành phố bao lâu rồi? Bạn lên thành phố bao lâu rồi? Bạn lên thành phố bao lâu rồi? How long have you come to the city? Xuống. Xuống xuống To move downward To get out a vehicle To move to a less important place Em xuống máy bay nửa tiếng rồi nè Em xuống máy bay nửa tiếng rồi nè Em xuống máy bay nửa tiếng rồi nè I have got a plan for half hour already anh xuống tầng hầm làm gì vậy? Anh xuống tầng hầm làm gì vậy? Anh xuống tầng hầm làm gì vậy? What do you go down to the basement to do? Ngày mai anh xuống miền Tây nè. Ngày mai anh xuống miền Tây nè. Ngày mai anh xuống miền Tây nè. Tomorrow I will go to the southwest. Well, well, to get bent, to turn right or left. Cái muỗng bị quẹo rồi. Cái muỗng bị quẹo rồi. Cái muỗng bị quẹo rồi. The spoon has got bent. quẹo phải ở ngã tư đó nha anh tài xế. Quẹo phải ở ngã tư đó nha anh tài xế. Quẹo phải ở ngã tư đó nha anh tài xế. Turn right at that intersection please driver. Yo. 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 To enter mời mọi người vô nhà mời mọi người vô nhà mời mọi người vô nhà everyone please enter the house ra 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 to go out to to appear ra sân ngồi nè mọi người ra sân ngồi nè mọi người ra sân ngồi nè mọi người hi everyone go out to the yard and sit đến 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 to come to chị đến Việt Nam mấy năm rồi chị đến Việt Nam mấy năm rồi chị đến Việt Nam mấy năm rồi? How many years has it been since you come to Vietnam? Qua 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 To move over, to go, to come Họ đã qua xong rồi Họ đã qua xong rồi Họ đã qua xong rồi They have moved over the river. Tuần sau em sẽ qua Mỹ với gia đình. Tuần sau em sẽ qua Mỹ với gia đình. Tuần sau em sẽ qua Mỹ với gia đình. Next week I will go to the US to reunite with my family. Ảnh qua đây cùng gia đình ảnh qua đây cùng gia đình ảnh qua đây cùng gia đình he came here with his family lại 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 to come to con lại đây cho mẹ nè con lại đây cho mẹ nè con lại đây cho mẹ nè My kid, come here for me. Đợi. 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 Chờ. 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 To wait. Anh đợi ở đây lâu chưa? Anh đợi ở đây lâu chưa? Anh đợi ở đây lâu chưa? Has it been a long time since you waited here? Chờ em một chút. Chờ em một chút. Chờ em một chút. Wait me a while. Đón. 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 To pick up. Khuya nay em ra sân bay đón gia đình khuya nay em ra sân bay đón gia đình khuya nay em ra sân bay đón gia đình It's late tonight. I'm going out to the airport to pick up my family. Gặp. 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 To meet. Anh gặp chỉ chưa? Anh gặp chỉ chưa? anh gặp chị chưa. Have you met her yet? về 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 to go back to cuối tháng này tôi sẽ về quê cuối tháng này tôi sẽ về quê cuối tháng này tôi sẽ về quê By the end of this month, I will go back to my hometown. Ở Ở Ở To stay Chị ở trên núi này hai tháng rồi. Chị ở trên núi này hai tháng rồi. Chị ở trên núi này hai tháng rồi. I have been staying on this mountain for two months. Sống 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 To live Mình đang sống với cha mẹ. Mình đang sống với cha mẹ. Mình đang sống với cha mẹ. I'm living with my parents. Học 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 to learn to study chị học tiếng việt được 2 năm rồi chị học tiếng việt được 2 năm rồi chị học tiếng việt được 2 năm rồi I have learned Vietnamese for 2 years đọc 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 to read Anh đang đọc sách trong thư viện Anh đang đọc sách trong thư viện Anh đang đọc sách trong thư viện I'm reading books in the library viết 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 to write Mình muốn viết thư bằng tiếng Việt mình muốn viết thư bằng tiếng Việt. Mình muốn viết thư bằng tiếng Việt. I want to write a letter in Vietnamese. Nghe 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 to hear, to listen to. Em rất thích nghe nhạc Việt Nam. Em rất thích nghe nhạc Việt Nam em rất thích nghe nhạc Việt Nam. I like listening to Vietnamese music very much. Nói 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 To say, to tell, to speak. Tôi nói tiếng Việt không giỏi lắm. Tôi nói tiếng Việt không giỏi lắm. Tôi nói tiếng Việt không giỏi lắm. I speak Vietnamese not really well. Nói chuyện. Nói chuyện. Nói chuyện. To talk. Chỉ đang nói chuyện với cô giáo. Chỉ đang nói chuyện với cô giáo. Chỉ đang nói chuyện với cô giáo. She's talking with the female teacher gọi 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 to call cứ gọi mình là John cứ gọi mình là John cứ gọi mình là John just call me John có cần em gọi taxi cho không có cần em gọi taxi cho không? Có cần em gọi taxi cho không? Do you need me to call a taxi for you? Gọi điện. Gọi điện. Gọi điện. To make a phone call. Tối nào tôi cũng gọi điện cho gia đình bên Mỹ. Tối nào tôi cũng gọi điện cho gia đình bên Mỹ. Tối nào tôi cũng gọi điện cho gia đình bên Mỹ. I call for my family in the US every night. dạy 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 to teach chị đang dạy tiếng Anh cho người diệt ở trung tâm chị đang dạy tiếng Anh cho người Việt ở trung tâm. Chị đang dạy tiếng Anh cho người Việt ở trung tâm. I'm teaching English for Vietnamese people at the center. Hỏi. 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 To ask. Thầy ơi, em có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Thầy ơi, em có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Thầy ơi, em có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Teacher, I have a question that I want to ask you. Nộp. 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 To submit. Các em nộp bài tập đầy đủ chưa? các em nộp bài tập đầy đủ chưa? Các em nộp bài tập đầy đủ chưa? Have you all submitted the homeworks fully? Nhìn 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 To look at Các bạn hãy nhìn vào hình này Các bạn hãy nhìn vào hình này các bạn hãy nhìn vào hình này. You all please look at this picture. Thấy 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 To see, to feel, to think. Mình thấy ảnh chỉ đang nói chuyện với nhau. Mình thấy ảnh chỉ đang nói chuyện với nhau. Mình thấy anh chị đang nói chuyện với nhau. I see he and she are talking with each other. Em thấy hơi mệt. Em thấy hơi mệt. Em thấy hơi mệt. I feel a bit tired. Anh thấy sao? Anh thấy sao? anh thấy sao? What do you think? Coi, 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 same, 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 to watch, to view, to read. Em đang coi TV Di hả? Em đang coi TV di hả? em đang coi TV hả? You watching TV, aren't you? Chú xem báo sáng nay chưa? Chú xem báo sáng nay chưa? Chú xem báo sáng nay chưa? Have you read this morning's newspaper yet, uncle? Biết. Biết. Biết to know to be able to Anh biết hôm nay là ngày gì không Anh biết hôm nay là ngày gì không Anh biết hôm nay là ngày gì không Do you know what day today is Chị biết bơi không Chị biết bơi không chị biết bơi không Are you able to swim? Hiểu. 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 To understand. Mình không hiểu bạn nói gì. Mình không hiểu bạn nói gì. Mình không hiểu bạn nói gì. I don't understand what you say nghĩ, 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 to think các bạn nghĩ sao về Việt Nam? Các bạn nghĩ sao về Việt Nam? Các bạn nghĩ sao về Việt Nam? What do you all think about Việt nhớ, nhớ, nhớ to remember, to miss. Em muốn nhớ nhiều từ dựng. Em muốn nhớ nhiều từ dựng. Em muốn nhớ nhiều từ dựng. I want to remember a lot of vocabularies. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ em nhiều lắm. I miss you so much. When 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 to forget. Mình quên nộp bài tập cho cô rồi. Mình quên nộp bài tập cho cô rồi. Mình quên nộp bài tập cho cô rồi. I forgot to submit the homeworks to my female teacher cho 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 to give ảnh mới cho em một món quà nè ảnh mới cho em một món quà nè ảnh mới cho em một món quà nè he just gave me a resin see here nhận 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 to receive. Con không được nhận đồ của người lạ. Con không được nhận đồ của người lạ. Con không được nhận đồ của người lạ. You can't receive things of strangers. Đưa. 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 To hand. To bust đưa anh cái chìa khóa đi đưa anh cái chìa khóa đi đưa anh cái chìa khóa đi hand me the key please lấy 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 to get to take lấy cái ghế lại đây giùm em với lấy cái ghế lại đây dùm em giới lấy cái ghế là đây dùm em giới help me take the chair here please gửi 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 to send thư này chị gửi cho ai vậy thư này chị gửi cho ai vậy Thư này chị gửi cho ai vậy? Who do you send this letter to? Tặng 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 To give Món quà này em định tặng cho ai? Món quà này em định tặng cho ai? Món quà này em định tặng cho ai? Who are you going to give this present to? Cầm 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 To take To hold Tôi đang cầm trên tay một trái bơm Tôi đang cầm trên tay một trái bơm Tôi đang cầm trên tay một trái bơm I'm holding on my hand an apple dục 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 to troll sao con không dục rác vô thùng sao con không dục rác vô thùng sao con không dục rác vô thùng why don't you throw rubbish into the bin đêm 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 To bring, con đem rác đi dục đi. Con đem rác đi dục đi. Con đem rác đi dục đi. My kid, bring rubbish and go to throw away, please. Mặc, mặc, mặc. To wear clothes. Em mặc cái đầm này đẹp không? em mặc cái đầm này đẹp không? Em mặc cái đầm này đẹp không? Do I look beautiful wearing this dress? Đeo 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 To wear accessories Chị không thích đeo đồng hồ Chị không thích đeo đồng hồ chỉ không hết đeo đồng hồ I don't like wearing a watch đội 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 to wear things on your head đội nón đi để nắng đội nón đi để nắng đội nón đi để nắng wear the hat for sunlight cởi 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 to take off to unwear vô nhà phải cởi dép ra con vô nhà phải cởi dép ra con vô nhà phải cởi dép ra con you have to take your slippers off when entering the house my kid to suck, to smoke. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Smoking is helpful to health. Chụp. 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 To catch something that's moving to take a photograph. Mọi người lại đây chụp chung tấm hình nè. Mọi người lại đây chụp chung tấm hình nè. Mọi người lại đây chụp chung tấm hình nè. Hey everyone, come here and take a photograph together. Chơi. Chơi. Chơi to play Con muốn đi công viên chơi Con muốn đi công viên chơi Con muốn đi công viên chơi I want to go to park to play Bạn biết chơi piano hả Bạn biết chơi piano hả bạn biết chơi piano hả? You're able to play piano, aren't you? Hát 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 To sing Mình hát không hay lắm Mình hát không hay lắm Mình hát không hay lắm I sing not really well múa 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 to dance to brandish mấy chỉ múa đẹp quá mấy chỉ múa đẹp quá mấy chỉ múa đẹp quá they dance so beautifully vững 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 to turn around em dặn dời nước giùm anh với em dặn dời nước giùm anh với em dặn dời nước giùm anh với em dặn cho nước giùm anh với help me open or close the faucet please đánh 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 to hit, to polish. Con không được đánh em. Con không được đánh em. Con không được đánh em. You can't hit your little bra. Phải đánh răng hai lần mỗi ngày. Phải đánh răng hai lần mỗi ngày. Phải đánh răng hai lần mỗi ngày. We had to brush our teeth two times every day. Rửa 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 To wash Anh đi rửa mặt đi Anh đi rửa mặt đi Anh đi rửa mặt đi Go to wash your face Giặt dạ. Giặt dạ giặt, to wash things made of clothes. bây giờ em đi giặt đồ, bây giờ em đi giặt đồ, bây giờ em đi giặt đồ. Now I go to wash our clothes. gội đầu, gội đầu, gội đầu, gội đầu. Ngồi đầu to wash the hair on your head. Ba ngày em mới gọi đầu một lần. Ba ngày em mới gọi đầu một lần. Ba ngày em mới gọi đầu một lần. I wash my hair once every three days. Tắm. 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 To bathe to clean your body. Anh đi tắm đi rồi ăn cơm. Anh đi tắm đi rồi ăn cơm. Anh đi tắm đi rồi ăn cơm. Go to bed then have our meal. Lao. 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 To clean, to mop up, lau nhà giùm em đi anh lau nhà giùm em đi anh lau nhà giùm em đi anh help me mop up the floor please babe mua 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 to buy em muốn mua điện thoại mới Em muốn mua điện thoại mới. Em muốn mua điện thoại mới. I want to buy new phone. Bán. 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 To sell. Do dịch không ai bán hết. Do dịch không ai bán hết. Do dịch không ai bán hết. Due to the pandemic, nobody sells at all. Đổi. 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 To change, to switch, to exchange, to convert. Em đổi số điện thoại mới rồi hả? Em đổi số điện thoại mới rồi hả? Em đổi số điện thoại mới rồi hả? You have switched to a new phone number, haven't you? Thai 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 to change, to replace, to represent. Đợi em thay đồ rồi đi chợ. Đợi em thay đồ rồi đi chợ. Đợi em thay đồ rồi đi chợ. Wait for me to change my clothes then go to market. Trả tiền. Trả tiền. Trả tiền. To pay for. Đồ này anh trả tiền chưa? Đồ này anh trả tiền chưa? Đồ này anh trả tiền chưa? Have you paid for these things yet? mượn 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 to borrow bây giờ mình đi thư viện mượn sách bây giờ mình đi thư viện mượn sách bây giờ mình đi thư viện mượn sách now i go to library to borrow books cho mượn cho mượn, cho mượn, to lend. Em ơi cho anh mượn một triệu đi. Em ơi cho anh mượn một triệu đi. Em ơi cho anh mượn một triệu đi. Hey pay, lend me one million dollars please. Trả lại, trả lại trả lại to give back to return chừng nào anh mới trả lại em chừng nào anh mới trả lại em chừng nào anh mới trả lại em when will you give it back to me m m m to close to busway to take. chị bị mất điện thoại rồi chị bị mất điện thoại rồi chị bị mất điện thoại rồi i've lost my phone ông mất do bệnh ông mất do bệnh ông mất do bệnh It's fast way for a disease. Từ nhà đến trường đi bộ mất 10 phút. Từ nhà đến trường đi bộ mất 10 phút. Từ nhà đến trường đi bộ mất 10 phút. It takes 10 minutes to walk from home to school. Kiếm, kiếm, kiếm to find. Chị kiếm được điện thoại rồi. Chỉ kiếm được điện thoại rồi. Chỉ kiếm được điện thoại rồi. I found out the phone. Mở. 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 to open. to turn on. Em mở cửa ra đi. Em mở cửa ra đi. Em mở cửa ra đi. Open the door please babe. Em quên mở điện thoại rồi. Em quên mở điện thoại rồi. Em quên mở điện thoại rồi. I forgot to turn on the phone. Đóng. Đóng đóng to close to play a role anh nhớ đóng cửa sổ nha anh nhớ đóng cửa sổ nha anh nhớ đóng cửa sổ nha babe remember to close the window chỉ sẽ đóng vai công chúa chỉ sẽ đóng vai công chúa Chị sẽ đóng vai công chúa. She will play the role of the princess. Bật 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 To turn on. Bật đèn lên đi con. Bật đèn lên đi con. Bật đèn lên đi con. Turn on the lights please, my kid. to turn up, tắt máy lạnh dùm anh đi em, tắt máy lạnh dùm anh đi em, tắt máy lạnh dùm anh đi em. Help me turn up the cooler please, babe. Dùng, dùng, dùng. dùng. To use. Cô biết dùng điện thoại này không? Cô biết dùng điện thoại này không? Cô biết dùng điện thoại này không? Do you know how to use this phone, aunt? Cắt. 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 To cut. Ngày mai anh đi cắt tóc. Ngày mai anh đi cắt tóc. Ngày mai anh đi cắt tóc. Tomorrow, I will go to get my hair cut. Sửa, 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 to fix, to repair. Chú ơi sửa dùm con chiếc xe này. Chú ơi sửa dùm con chiếc xe này. Chú ơi sửa dùm con chiếc xe này. Hi uncle, help me repair this bike, please. Giúp. 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 To help. Mình đang giúp chỉ sửa xe đạp. Mình đang giúp chỉ sửa xe đạp. Mình đang giúp chỉ sửa xe đạp. I'm helping her to repair her bicycle. Phụ. Phụ. phụ to assist Hôm nay mình ở nhà phụ mẹ nấu ăn. Hôm nay mình ở nhà phụ mẹ nấu ăn. Hôm nay mình ở nhà phụ mẹ nấu ăn. Today I'll stay at home to assist my mother in cooking. che yeah. yeah che to hide to shade để anh lấy dù ra che nắng để anh lấy dù ra che nắng để anh lấy dù ra che nắng Let me take the umbrella out to shade against the sunlight. Đẩy. 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 To cover con đẩy đồ ăn lại để rồi con đẩy đồ ăn lại để rồi con đẩy đồ ăn lại để rồi my kid cover the food for flies giấu 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 to hide em giấu tiền ở đâu vậy Em giấu tiền ở đâu vậy? Em giấu tiền ở đâu vậy? Where have you hidden the money? Cốc. 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 To store. Cất cái này vô tủ đi anh. Cất cái này vô tủ đi anh. Cất cái này vô tủ đi anh. Store this one into the cabinet babe.